ốc gạo, bà con ta biết ốc gạo hết rồi phải không bà con? Ốc gạo là ăn nó tốt cho sức khỏe vô cùng, mà nó cũng rẻ tiền chứ không có gì căng thẳng về giá thành bà con ơi. Nhưng mà có những người và những bệnh ở đây, nhớ vui lòng đừng ăn ốc gạo mà nó không tốt gì cho sức khỏe. Là người có bệnh tiểu đường, huyết áp cao, người có bệnh thận, bệnh ho, người bị hen suyễn, người nhiễm giun, nhiễm lương, sán lá gan, sán lá ruột, sán lá măng, dị ứng, gút, viêm cái mà viêm khớp, thì vui lòng đừng ăn ốc gạo. Còn ngoài ra, ốc gạo nó tốt và nó tốt vô cùng nha bà con, chứ không phải không. Nó tốt cho sức khỏe vì nó có ít chất béo, mà nó là nhiều protein, nó có vitamin A, E, K, tốt chưa? Vitamin tốt à, A, E, K, đó là ốc gạo nó có đó. Và tiếp tục là bốt pho, nó giúp cho hệ xương, răng tốt hơn, chắc khỏe thêm lên à, và tốt cho chiều cao, cho tim mạch, giải nhiệt cho cơ thể, giảm nóng trong người, ngăn ngừa thiếu máu. Một tuần nên ăn à, chúng phải ăn tốt là ăn bao nhiêu cũng được, không quá hai lần à, nên ăn một tuần không quá hai lần. Một người ăn không quá 200 gram, không được ăn nhiều hơn 200 gram, và hai lần trong tuần nhé bà con, nó sẽ không tốt gì cho sức khỏe của mình. Bà con ơi, kênh chúng tôi là kênh có 4 video đời sống và sức khỏe hàng ngày. Bà con thấy được, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi là 4 video bệnh gì, ăn gì, uống gì, nên kiêng gì, cử gì, thì nó sớm đến như bà con, nha bà con. Và đăng ký rồi thì nó đến sớm. Và đó, chia sẻ, đăng lại, đó thì để làm mọi người cùng biết, chia sẻ để mọi người cùng biết, đăng lại để mọi người cùng biết, cùng nhau mạnh khỏe. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.